liên quan đến việc xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên trang Facebook gây hoang mang dư luận, hay lợi dụng dịch bệnh để rao bán các loại thuốc nhằm trục lợi cá nhân. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, làm rõ 13 chủ tài khoản Facebook ở tỉnh này có đăng tải thông tin sai sự thật. Mặc dù đến nay ở tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhưng 13 trường hợp này đã vào trang Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật. Tất cả những bài viết này đều cho rằng dịch COVID-19 đã xuất hiện tại Đắk Lắk, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua làm việc, hầu hết các chủ trang Facebook này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nhận thức chưa đầy đủ nên đã đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật từ các bài viết chưa được kiểm chứng. Thì sáng nay em thấy hình ảnh xong em thì em mới hỏi bạn em là con trai của nhà nghỉ đó, thì xác nhận thông tin thấy bạn anh nói là đúng là có những người đi cách ly, thì em mới đăng lên mạng xã hội thôi ạ. Em đang bung thuộc mình sắp toang rồi, chắc là sắp đóng cửa tiệm rồi, nhưng mà ý là mục đích của em đăng lên thì cũng chỉ để cho mọi người cảnh báo mọi người ở thành phố Mỹ Tho mình nên hạn chế ra đường, nên đeo khẩu trang và vệ sinh tay thường xuyên để tránh dịch bệnh lây lan. Còn đây là một trường hợp vừa bị công an thành phố Buôn Ma Thuột mời lên làm việc vì người này đã rao bán trên trang Facebook cá nhân của mình một loại thuốc xuất xứ từ Thái Lan có khả năng ngăn ngừa khống chế được COVID-19. Mặc dù đến nay trên thế giới các nhà khoa học chưa nghiên cứu ra vaccine hay loại thuốc nào đặc trị được dịch bệnh COVID-19, nhưng vào ngày 10 tháng 3, chủ tài khoản Facebook ở thành phố Buôn Ma Thuột đã đăng tải rao bán một loại thuốc có khả năng ngăn ngừa được dịch bệnh COVID-19. Theo nội dung người này đăng tải thì các bác sĩ ở Thái Lan đã chế tạo thành công thuốc kháng sinh chống virus corona. Thuốc có tên COVID-19 Phontalazone, giá bán 320.000 trên một lọ 100 viên và 380.000 trên một lọ 150 viên. Thì em có đăng tải một cái bài viết về thuốc kháng sinh của COVID-19. Thì ngày hôm đó em thấy thông tin nó ở trên một cái nhóm buôn hàng Thái, thì em nghĩ rằng nó là có ích cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người, vì cái thuốc đó nó giúp mình tăng sức đề kháng, chống lại cái virus đó cho bản thân mình, cho mọi người, thì em mới đăng tải lên. Nội dung của nó là giống như là nó tăng sức đề kháng, ngăn ngừa COVID-19. Giá cả thì là 320 một lọ. Thường là uống, ví dụ với người mà chưa có dấu hiệu thì uống ngày 3 lần, còn người có bệnh thì nên uống 3 đến 5 ngày. Chúng tôi mong rằng mọi người dân chúng ta cũng tích cực hưởng ứng vào cái đợt phòng chống dịch của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, giống như Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhắc, đó là phải chống dịch như chống địch. Và chúng ta cùng cộng tác với nhau đánh giá cho đúng những cái hoạt động của dịch ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Một con người mà mất cảnh giác thì sẽ làm cho hàng ngàn người chúng ta bị liên đới. Thành do đó là nhân dân chúng ta cũng hết sức là cẩn thận trong cái việc là đưa những thông tin. Chúng ta hãy chia sẻ những thông tin mà chính thức mà các cơ quan chức năng đưa tin, để chúng ta thấy rằng là đó là những thông tin chính thức, để ta bớt cái sự lo lắng trong cái thực tiễn hiện nay. Tất cả những người mà có những cái vi phạm, đưa những thông tin mà không chính thức, không đúng, làm cho dân gây ra một sự lo lắng, lo ngại trong quần chúng nhân dân, thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi làm việc, những trường hợp này đã xóa bài viết trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp với số tiền 5 triệu đồng. 12 trường hợp còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an thu thập được là nhận định rõ ràng là